đến với các tỉnh miền núi phía Bắc, ví dụ như Lào Cai, Hà Giang, bạn hãy đến những quán tắm lá người Dao, massage. Ở thành phố Lào Cai có rất nhiều quán massage truyền thống rất tuyệt vời, và quán massage Trung Hoa HT là một trong những quán rất tuyệt vời, quán đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng rất tốt, quán có đầy đủ các dịch vụ massage chân, massage body, full massage. Quán có bồn phòng xông hơi, ốp gỗ thông rất thơm và hiện đại, và đặc biệt là tắm lá người Dao bằng các bồn gỗ thông ngâm với lá thuốc của người Dao đỏ, được lá thuốc tươi của người Dao đỏ rất tốt cho hệ tim mạch, tiêu hóa, vân vân. Nhân viên ở đây thân thiện, nhiệt tình, chu đáo và rất cởi mở, giá cả hợp lý. Quán nằm ở ngay trung tâm thành phố Lào Cai, rất thuận tiện cho việc di chuyển. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.